Muốn tặng anh một đoạn thôi, một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow, wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow, wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi, nói cảm xúc liền cho nó, cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu thị nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Rồi, ngồi đi em. Thấy nhà trai ra mà không khí phấn khích quá. À, nhà gái ơi, mình đâu rồi? Mời nhà gái. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi, chào bạn trai bên kia. Em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ, em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá, dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời, bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người, hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Còn buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chìm bảy nổi, chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Biệt danh em là Quân đẹp trai chị. Trời ơi, anh kim tôi. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu, nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp, nên là cũng không có quen hay là gì hết. Trời, em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ, em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. À, ok. Anh có nói là anh không hút thuốc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi, nên là nếu như bạn trai bù trừ anh có thể trắng một tí thì trời, vậy ưa nhìn á, ngoại hình ưa nhìn. Trời, chị nghĩ là dạ. Em dạ, đó, cái làn da nâu nhanh Linh là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương, sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông, bạn bè hay chọc ấy. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Mỗi lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng rồi. Tội lắm, em một lần xé là nát da nát thịt đó. Ủa, em
Dạ, cái này là tự nhiên. Thế ra em mới nói đâu có đâu, rất là đẹp. Linh Vân nói thiệt, Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trong lỏng đi. Có. Có hả? Sống vì lương đó. À, đủ xài phải không? Rồi. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi qua tôi coi bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó. Không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy cái mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Ồ. Ồ. À, em cũng đi tìm như vậy đó. Tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có tìm... giống Nu. Có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Ừ. Nú. Ừ, dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Ừ, tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không ạ? Nhưng nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chị. Về trong răng giả luôn. Dạ ok. Thôi kiếm người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ, con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm. Mà thấy bên trai là đàn, chàng trai rất là tuấn tú, khôi ngô. Dạ. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau. Đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí vậy. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em ạ. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, anh thấy em gái này cũng được, dễ thương ấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi quân. Yeah. Đó. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À có, món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. À. Em muốn hỏi anh ấy trước, bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi cảm ơn em. Trời. Tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. Em thấy anh có giống như những gì em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn thấy anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chứ, chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Ừ, công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em ạ? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông anh em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì làm kỷ niệm đi. Bác chuẩn bị sẵn cái đơn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá.
Rồi sao rồi, em có hát không hay là... Dạ, em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Dạ. Trời ơi, đáng lý thì có phải cho hát được cái tới cái câu Người Về Đây Với Anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ổng nó không còn có một cái lá. Lên. Thiệt tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn cũng chờ luôn. Đó. Không? Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình. Và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đứng đây nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Và hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow! Wow! Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow! Wow! Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow! Trời ơi, nói cảm xúc liền cho nó, cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm em, xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu thị nhiều cái nữa. Nên là em tạm thời em chưa dám đeo. Em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Dạ. Anh ơi, cho em nhờ anh tí là em bưng. Có quà hả? Dạ có quà. Rồi em cứ nắm tay bạn gái để em lo tất cả mọi chuyện xung quanh. Trời ơi, bông ơi bông. Bông đúng là bông luôn nè bông ơi. Tên. Đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Thấy chưa? Mỗi lần đi mỗi lần người khó ta, bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cao trầu nên nghĩa không thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khay trầu và trái cau, tức là anh sẽ giảm ngõ và con xin phép mời gia đình hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Trời ơi khó luôn. Mời gia đình nàng gái. Đấy. Đúng ngày hôm nay ngày vui thì đúng là thật sự có mẹ hơn thì hạnh phúc, nhưng mà con cũng không biết thế nào nên con phải tự một mình tự mân mò. Dạ. Em nhận. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, hôm nay thì cảm ơn chương trình đã tạo một cái niềm vui cho gia đình chúng tôi. Thì rất là xin cảm ơn.
và cũng mong bên nhà gái chấp nhận cái lễ của bên nhà trai chúng tôi để cho hai cháu là dắt nhau đi đến đến cuối con đường á. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi dạ, em bắt tay anh Quỳnh Linh gái cho nó hết hồi hộp vậy. Đổi họ ha. Dạ. Rồi mời đàn gái giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay và chào anh bên kia. Con tự giới thiệu, con là Đặng Thị Bông, năm nay con 28 tuổi và nghề nghiệp của con là giáo viên mầm non và hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi quê của Bông ở đâu? Dạ con là người Quảng Nam nhưng mà ba mẹ chuyển vào trong Đắk Nông sinh sống. Dạ em xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ chào chú Quỳnh Linh. À anh Quỳnh Linh. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em là Phan Văn Lâm, năm nay em 28 tuổi. Em là người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hương Khê, Hà Tĩnh. Dạ em bây giờ đang bán hàng và quản lý cho một chi nhánh của công ty xăng dầu Bình Phước. Vậy đi xe khỏi đổ xăng ha. Dạ đúng rồi. Em nói sơ về cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết nấu ăn, sống tự lập và con biết sống tình cảm và biết chia sẻ với mọi người. Con rất là sợ nước tại vì lúc nhỏ đi chơi với bạn xong rồi bạn xô con xuống dưới sông á, xong rồi con xém chiếc đuối lên, là từ đó con rất là sợ nước. Em ơi em phải sợ đâu, có anh rồi. Có anh rồi đó. Dạ. Em trai em có sợ gì không? Em thì chỉ sợ bạn gái bỏ em giữa đường thôi ạ. Hay á. Em có những ưu điểm gì? Em là một người siêng, chịu khó, sống nhiệt tình và luôn biết chia sẻ, biết quan tâm và biết đặt mình vào vị trí của người đó. Quá hay. Người khác. Cái đặt mình vào vị trí của người khác mới là hay. Dạ đúng rồi. Biết nấu ăn, biết hát hò. Nhược điểm của em thì chỉ mỗi tội là khi nào mà nói chuyện với ai thì thường nói to. To cái nào? Thí dụ giờ em nói nè, ở Bình Phước em trồng cái gì? Em ở Bình Phước em là độc điều không anh? Điều hả? Dạ độc điều. Điều với cao su nhiều lắm. Cao su có trồng tiêu không? Tiêu có. Vậy là tiêu nhưng điều, mà tiêu mình, dạ, nhưng bữa nay tiêu mất giá quá rồi. Nó cũng đâu lớn gì lắm đâu. Dạ. Ví dụ như có thằng kia đang hái tiêu lén của em la nó coi. Lúc mà kia em la lớn thôi coi. Thằng này mày gan to vậy sao mày dám hái tiêu của tao? Mày cút khỏi vườn tao ngay. Dạ. Tao có lớn đâu. Nhìn mặt ổng trộm mắt cười quá nó. Dạ. Đứng nó cười luôn á chứ. Có duyên luôn. Đâu em hát thử miếng dân ca nghệ tĩnh đi. Dạ. Chỉ đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng muối trắng, tình sâu mới nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng băng mà gió ngàn bay về, tình ngấm vang sóng vỗ. Hay quá. Hay đó, trời ơi. Nói chung là có cái khiếu ha. Có tật xấu gì không? Em cũng không nhận ra mình có tật xấu gì. Nói chung mình cứ bình bình vậy chứ cũng không đến mức độ tệ. Không có gì xấu đúng không? Có, nhưng mà người khác biết thì em không biết là mình có tật gì. Bạn dễ thương như vậy, vui vẻ như vậy, tại sao bạn lại bị ế? Lúc đang ở quê mà chưa đi vào miền Nam làm ăn thì có yêu một cô. Do lúc đó gia đình em khó khăn quá, là quá nghèo khổ nên em quyết định từ đó em chia tay em vào miền Nam làm ăn đến bây giờ. Vào đây có mối tình nào không? Dạ có một mối tình cũng được 2 năm ở Đồng Nai. Nhưng mà lúc đầu thì bạn gái cũng có lên nhà chơi và bạn gái thấy cái cuộc sống ở trên không được đô hội nên tụi em chia tay đến bây giờ. Còn em thì sao em? Dạ nếu mà nói mà trải qua một mối tình chính thức thì con chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết. Chào em gái. Con chào chú Quỳnh Linh. À, dễ thương mà. Vậy mà không có chàng trai nào. Con không thích cái tính gì của đàn ông? Hút thuốc con không thích. Hút thuốc? Dạ. Con không thích hói. Con thích bạn trai hói. Bên sao Linh? Tình hình ổn không? Cũng ổn, hơi hói hói. Có thuốc không? Dạ không ạ. Có vũ phu không? Dạ không ạ. Có nói nên... nhiều không? Nói thì khi nào lúc nào cần góp ý thì mới nói. Có hói không? Dạ. Thế anh thấy em có hói không? Chứ giờ em chẳng biết em có hói không.
rồi sẽ hối hết. Đó, nó vậy đó. Ta từ từ coi. Nó được không? Đó mà coi, coi nhà trai cái. Con chào, em chào chị ạ. Rồi, chào dạ. Cưng. Bây giờ là muốn lấy vợ lắm rồi đúng không? Dạ, em muốn lấy vợ mẹ cũng ngồi nhà hối quá rồi. Và mọi người cũng hối quá rồi. Vậy dạ. Hả? Thế giờ em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống vợ chồng của mình chưa nè? Thì em làm bên công ty xăng dầu thì cũng công việc nó cũng đã ổn định. Và hai thì nhà cửa em cũng đã có. Ồ, có nhà rồi. Dạ, em đã có nhà và đón mẹ vào được năm này là năm thứ 6. Mẹ em thì giờ đang khỏe thì... bạn gái về mà không thích ở với mẹ cũng được thì lâu lâu về thăm mẹ cũng được, bởi vì sau này muốn được thì em xin bên công ty cho em đón vợ về ở với ở cái xăng luôn. À, hai vợ chồng cùng sẽ sống ở cái nhà công ty phát đúng dạ, không đúng công rồi. Ty phân là có việc dạ. Luôn đúng không có việc luôn có việc luôn. Làm luôn dạ, đúng rồi. Hay quá. Ồ. Tức là bạn gái bảo qua tháng cưới em cũng cưới luôn dạ, hay rồi. Quá có đấy. Chuẩn bị mình có nghĩ là mình sẽ sanh con liền không? Em thấy làm con trai cực lắm anh ạ. Đi kiếm vợ cũng quá trời thôi, em giờ muốn đẻ con gái để làm ông ngoại cho nó sướng thôi. À vậy là ông ngoại dạ, sướng hả? Là ông ngoại sướng. Nấu cho rồi được nha. Dạ. Bây giờ đi kiếm vợ mà anh gì thấy không? Em đi tận đến Bình Phước về đây để đi kiếm vợ. Xa tội con lắm. Dạ. Rồi thôi để tôi hỏi coi nhà gái tôi nãy giờ nghe thì sao, em nghe tất cả những cái chia sẻ của ảnh thì em thấy sao nè? Dạ con thấy ảnh nói thật, ảnh đã chuẩn bị cho cái... rất là nghiêm túc dạ. Đây là người đàn ông chu toàn, người ta lo hết rồi. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi, con đi với ai? Dạ hôm nay con đến chương trình với hai bạn thân và 500 chị em đồng nghiệp chung với con. 500 chị em đồng nghiệp luôn rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và đằng nhà trai và toàn thể khách trong trường quay. Em là chị và cũng là đồng nghiệp của em Bông. Thì cái nhìn đầu tiên của chị ấy, thì nhìn em rất là vui vẻ. Dạ. Chất phác thật thà. Nếu mà lên duyên ấy, thì chị rất là mong em là người che chở, chia sẻ cùng Bông. Tại vì Bông thì là cô bé rất là thật thà, tốt bụng. Nhưng mà Bông rất là thiệt thòi vì ba mẹ Bông mất từ hồi Bông còn nhỏ. Nên một mình Bông đã phải cố gắng. Và tự lập từ bé. Được có ngày hôm nay thì Bông rất là cố gắng. Bởi Bông rất là nhút nhát. Thì nhân chương trình đây, chị chúc hai em cho nhau cơ hội để tìm được một nửa của mình. Dạ, xin dạ, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bác, với chị là bác là mẹ của giám đốc của em ạ. Dạ, chào bác ạ. Dạ, tôi xin chào hai MC. Dạ, dạ, chào bác. Tôi thì là bác của Năm. Dạ. Mà cũng như là đại diện bên nhà trai. Cháu gái bên đây thì cũng dễ thương. Hoàn cảnh của Lâm á thì Lâm rất là thương mẹ. Yeah. Nhưng mà hôm nay là không dám đưa mẹ đi, bởi vì nếu như mà bên nữ mà không thuận ý á thì sợ mẹ buồn. Đó thành thử nhờ chúng tôi đi để mà tạo cái niềm vui cho cháu. Dạ, yeah. Hay quá. Chào chị Vân. Và chào anh Quyền Linh và chào bên nhà gái. Nói về nhận xét về Lâm á thì Lâm rất là ngoan và cần cù trong công việc. Trách nhiệm lắm. Nhưng mà nay tới đây thì thấy cô bé gái này thì nó nghĩ là mới nói với mẹ nè, chắc đây là duyên của Lâm. Nên chị cũng mong hai đứa là hãy cho nhau một cơ hội để cùng nhau tiến tới. Một ngày nào đó thì chị sẽ được cái mừng cho hai em. Là chị cảm thấy nó rất là vui. Chị vậy thôi đó, có một người chị gái như thế này thì cho, thôi đó nếu mà hai... Tất nhiên là sẽ có anh ạ. Tại tất cả các nhân viên trong cơ quan thì nếu mà anh nào lấy vợ thì sẽ được sếp tài trợ hết. Hay quá. Trời ơi. Mở rau. Bắt đầu nó làm nha. Dạ. Anh chào em. Hôm nay hai đứa chúng mình đến đây là cũng có duyên. Hôm nay anh có món quà và đây là bức tranh thêu chữ thập tự tay anh thêu. Đây là bức tranh anh tự thêu trong vòng 1 tháng thì anh cũng mong là tình cảm chúng mình sẽ bền mãi theo thời gian. Và em cũng cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em và có một cái kết viên mãn. Dạ em cảm ơn. Anh giỏi quá. Đưa tôi đại diện nhà gái tôi cầm hộ nào. Dạ đây là chậu sen đá mà em rất là thích và tính tự tay em chăm và trồng nó như thế này. Và em mong là anh sẽ thay em chăm sóc nó thật tốt. Và nếu sau này sau chương trình em với anh có duyên thì hai chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó. Và anh... và sau này anh sẽ nâng niu cái chậu hoa này giống dạ. Nâng niu em. Dạ em cảm ơn. Quá dữ. Cho anh nắm tay em với anh bớt run.
Dạ. Hôm nay trước mặt mọi người thì em cũng xin hát tặng em một bài hát về tình yêu. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi thương em. Dạ em cảm ơn. Trời ơi cái bạn này làm hay quá Lâm ơi. Biết theo nữa chứ trời ơi. Ôi Lâm giỏi quá. Tôi nể người đàn ông này đó nha. Em gặp anh rồi thì em cảm nhận anh người thế nào? Dạ em cảm nhận anh là một người rất là chân thật. Anh là con người của gia đình thật sự. Dạ. Đó là nói thật cả bằng cái tấm lòng của anh. Thực sự anh cũng lớn lên cũng nói chung cũng chỉ hơn em là có mẹ thôi. Dạ. Mẹ đẻ anh 3 ngày là mẹ phải đi xin cho anh ăn rồi. Nên anh là một người rất là thương mẹ. Đó là anh nói trước. Sau này lấy em thì tất nhiên tình cảm nó sẽ san đôi ra, nhưng mà anh cũng sẽ hứa sẽ chu toàn, không để cho em buồn mà cũng không để cho mẹ buồn. Dạ. Đó là con người của anh như vậy. Dạ. Dạ thực ra thì mẹ em mất lúc em rất là sớm, nên là em rất là thèm cái cảm giác mà của gia đình. Anh cũng mong em sẽ cho anh cơ hội để được chia sẻ, anh sẽ san bớt mẹ cho em. Dạ. Em hy vọng là nếu mà sau chương trình này em và anh có duyên với nhau thì chúng ta sẽ cùng yêu thương mẹ và cùng chăm sóc bà. Hay quá. Bây giờ cái đường khá xa xôi thế thì mình tính đường hẹn hò thế nào để nuôi dưỡng tình yêu, để chăm sóc tình yêu này? Em thì 10 hoặc là 15 ngày em sẽ xuống một lần. Còn em mà công việc của em nó mắc thì để ngày lễ hoặc gì thì em sẽ cho em về nhà chơi. Thứ nhất để cho ra mắt mẹ. Mẹ biết nhà, biết em biết nhà hoàn cảnh của anh. Đó, thì em cũng anh cũng mong lúc anh xuống thì em cũng tạo điều kiện cho anh được gặp em. Chứ một lần đi xa là cực lắm. Nếu mà khi nào anh sắp xếp được thời gian thì có thể gọi cho em. Thế có ngày em sẽ dắt vợ em lên đây và là khán giả của chương trình này. Rồi, giờ tiến tới. Nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói đi. Tất cả những lời anh nói là xuất phát từ trái tim anh ra. Thì em cứ việc bấm nút đi. Mọi việc cứ tương lai phía trước cứ để anh lo. Dạ em cảm ơn. Trời ơi đáng yêu quá. Trời Lâm ơi hay rồi. Quá Lâm ơi. Lại đây Lâm ngồi đây. Lâm quá duyên dáng rồi. Rồi. Cưng Bông ơi, không còn đi. Suy nghĩ bấm nữa Bông. Không đi Cưng. Bấm làm đi. Trước, làm rồi. Trước luôn. Còn tùy bạn gái. Rồi xong. Không? 3 2 1. Bấm luôn. Anh ơi, cho em nhờ anh tí là em bưng. Có quà hả? Dạ có quà. Rồi em cứ nắm tay bạn gái để em lo tất cả mọi chuyện xung quanh. Trời ơi Bông, Bông đúng là Bông luôn nè Bông ơi. Tên. Đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Thấy chưa? Mỗi lần đi mỗi lần khó. Bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cao trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khai trầu và trái cau. Tức là anh sẽ giảm ngõ và con xin phép mời gia đình hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Trời ơi khó luôn. Mời gia đình nàng gái. Đúng ngày hôm nay ngày vui thì đúng là thật sự có mẹ hơn thì hạnh phúc. Nhưng mà con cũng không biết thế nào nên con phải tự một mình tự mằn mò. Dạ. Em nhận. Dạ em cảm ơn. Trời ơi hôm nay thì cảm ơn chương trình đã tạo một cái niềm vui cho gia đình chúng tôi. Thì rất là xin cảm ơn. Và cũng mong bên nhà gái chấp nhận cái lễ của bên nhà trai chúng tôi để cho hai cháu là dắt nhau đi đến đến cuối con đường cuối luôn. Con đường á. Dạ, trời ơi trời, mọi người đây là rượu cưới, nè đám cưới về trà nè về. Rồi trầu nè mình có hút này câu nè câu nè trầu nè à. Bánh nè bây giờ trong lòng em nghĩ thế nào em có thể chia sẻ. Em rất là xúc động. Em mở cái này. Bởi vì Lâm giấu mẹ, cái này là phải tự lo. Đó, thành thử ra không phải. Có những cái gì mà nó chưa được hoàn thiện thì cũng mong. Rồi, chúng ta hãy cùng vỗ tay để chúc mừng cho hai trẻ.
Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày rất đẹp. Dạ. Đẹp quá. Chúc cho hai em sẽ sớm về chung một nhà. Dạ, ăn chung một nồi cơm, xài chung một bóp tiền, chăm sóc chung những đứa con, và hãy cùng nhau dắt nhau đến cuối cuộc đời nha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, thông qua chương trình này, đầu tiên cho con xin cảm ơn ban biên tập của chương trình và hai cô chú MC và tất cả quý vị khán giả. Và con hy vọng là sau chương trình này con và anh có thể tìm hiểu, và nếu mà có duyên thì hai đứa sẽ đi tiến đến xa hơn nữa. Hay quá. Con cảm ơn. Hôm nay tôi vui quá ông mối. Chúc mừng bà mối. Dạ. Ha. Hai đứa giờ vậy là xong thủ tục của đại diện hai gia đình rồi. Bây giờ tới thủ tục của chương trình. Chị ơi, cho em xin phép cho em. Trời ơi. Dạ được. Hả? Dạ được. Mất phấn của người ta luôn rồi đó. Đây là nụ hôn đầu đời đó. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yageo trên toàn quốc. Yageo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đám cưới được xếp đãi ha, tài trợ rồi có 20 triệu, rồi có sản phẩm sử dụng trong gia đình một năm miễn phí luôn. Trời luôn, quá tuyệt vời. Em ơi, bây giờ chỉ có tình yêu thăng em hoa ơi, thôi. Cố gắng. xui liền phải không? Đồng hồ đẹp quá, Lâm ơi, Lâm giỏi quá vậy Lâm. Cái này để về treo nhà ngoại đó. Đó. Chờ cô gái đi, biết là chờ vợ đi. Vợ tương lai đi thôi. Vợ đi trước rồi, vợ đi trước.